Xin chào anh em. Trên tay mình hiện tại đang là chiếc Samsung Galaxy Fold anh em nhé. Ngày hôm qua thì Samsung người ta có giới thiệu cái con Z Flip. Thì phải nói thật với anh em, đấy là con điện thoại mới, cũng là dạng màn hình mở ra mở vào. Nhưng mà nói đến tay anh em, đến tay những người tiêu dùng thì mình nghĩ chắc là phải vài tháng nữa. Hoặc là về tay Việt Nam mình bán ở nước ngoài có thể bán, nhưng mà ở Việt Nam mình cũng vài nữa. Bởi vì là cũng giống như lần trước thôi, con Galaxy Fold lúc mà ra ấy, giá của chính hãng người ta biết là rơi vào tầm khoảng 6-70 triệu rồi đấy. Thì đến lúc đấy thì anh em nói chung là nghĩ gì đó là cái gì đó rất là xa vời đúng không anh em? Bởi vì là giá cao như vậy mà không biết là cái màn hình đấy liệu nó có bền hay không. Bởi vì bản thân Samsung rất là nổi tiếng về vấn đề những cái màn hình không bền và giá màn hình nó rất là cao. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, năm ngoái thì ở Việt Nam bán nhiều rồi, nhiều bạn review rồi. Nhưng mà hôm nay mình mới làm clip ấy bởi vì đơn giản thôi, do giá nó rẻ rồi anh em ạ. Và mình đã lấy về mình bán đại trà anh em luôn rồi, bán rất là nhiều và sẵn hàng luôn nhá. Có cả cũ này, đây là trên tay mình là một chiếc Line New. Và có cả mới luôn. Đây có cả mới full hộp anh em này. Đấy có cả mới full hộp luôn này. Đấy thế nên là mình bây giờ mới dám làm cho anh em, bởi vì bây giờ nó quá là nhiều rồi, nhiều máy rồi thì dám làm anh em. Đây là phiên bản máy cũ của mình, là phiên bản màu đen nhá. Còn phiên bản mới này mình thì hiện tại mình có chiếc máy này là màu xanh thì phải. Đây anh em này nhìn này, màu xanh này đấy. Đấy bóc hộp thì mình có thể nói thật với anh em, nó cũng giống như chiếc máy các bạn khác bóc hộp thôi, thế nên mình không nói nhiều nữa. Ngày hôm nay mình làm video này bởi vì thực ra là bản thân mình thấy cái máy này nó hay quá, nó có nhiều cái tính năng mà mình cảm thấy nó những điện thoại khác nó không có, nên thành ra là mình mới làm và giới thiệu cho anh em thôi. Giới thiệu bằng cách đơn giản nhất, bởi vì mình cũng không phải là người mà sử dụng chuyên nghiệp hay là chuyên sâu hay là biết nhiều về nhiều cái tiện ích sâu xa gọi là đỉnh cao của nó, mà mình chỉ trải nghiệm trong vấn đề là người dùng bình thường thôi anh em nhé. Thế là anh em cứ xem hết clip mà để anh em biết là những chiếc máy này nó đáng mua ở cái điểm nào. Thì cái thứ nhất ấy là hiện tại bây giờ nó rẻ rồi. Bây giờ hiện tại bên mình bán chiếc máy Line New này với giá chỉ loanh quanh 30 triệu thôi, và chiếc máy mới kia thì khoảng 35-36 triệu thôi. Thế nên là giá nó chỉ bằng một chiếc 11 Pro Max đúng không, và một chiếc 11 Pro Max mà rất là nhiều cái điểm thú vị độc lạ, thì nó cũng đáng để cho anh em xuống tiền đấy. Để cập nhật chi tiết giá thì anh em cứ vào đường link mình để dưới mô tả nhé, hoặc là vào website mm.vn để xem tất cả những đơn hàng bên mình hay là tất cả những mặt hàng mình đang bán với cái mức giá cụ thể nhất theo từng ngày từng giờ một. Và nếu mà muốn xem trực tiếp máy này thì anh em cứ qua 170 Lạch Tray thôi ở Hải Phòng, thì mình có sẵn hàng cho anh em xem và trải nghiệm luôn về cái sản phẩm này. Cái điểm đặc biệt nhất thì anh em, nếu như anh em đã nhàm chán với những chiếc máy mà chỉ có một cái màn hình phẳng này, giống như chiếc Note này, hay là những chiếc S, hay là thậm chí là chiếc 11 Pro Max giá trị ngang tiền chiếc máy này, nó chỉ có cái màn hình phẳng đó, thì anh em có thể chuyển qua chiếc máy này để mang cái điểm trải nghiệm mới đấy, bởi vì là nó có cái màn hình có thể bẻ cong đó anh em thấy không, và rất là đẹp luôn. Samsung quảng cáo là cái vấn đề bẻ cong này nó rất là bền đấy, và mình dùng thì khá là thích, bởi vì khi mình quá chán với một cái màn hình bé thì đây là một sản phẩm có cái màn hình to để cho mình trải nghiệm nhiều thứ khá là thú vị. Nhưng mà nó không chỉ là màn hình to để cho anh em xem phim thôi, bởi vì nếu là màn hình to anh em mua xứ cái máy tính bảng mà dùng, mà nó có rất là nhiều cái thứ thú vị và anh em cùng xem đấy nhá. Việc đầu tiên thử chấm điểm AnTuTu Benchmark của chiếc máy này xem nó có điểm số nó cao không, bởi vì đây là một sản phẩm có hình rất là cao. Nói về cao nhất thì nó không phải là cao nhất nhưng cũng rất là cao. Đây cụ thể đây như này anh em này. Mình sẽ vào cái ứng dụng AnTuTu Benchmark này mình xem cấu hình nhá. Đây là màn hình chính của nó này. Đấy, khi chúng ta mở cái màn hình nhỏ thì chúng ta cũng có thể xem được. Cái điều thú vị đó là như vậy. Chúng ta có thể nhìn ra màn hình nhỏ lại ra đây. Đây là chúng ta có thể xem được nhá. Đây, mình lại mở ra để xem này. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là mã Samsung Galaxy Fold mà đến từ thị trường Hàn Quốc anh em nhé. Tên mã là F907N, chúng ta có nhìn thấy này. Đến từ thị trường Hàn Quốc này. Đấy, sản phẩm này nó không sử dụng những chiếc điện thoại Hàn Quốc, Samsung Hàn Quốc khác là sử dụng chiếc Exynos, mà đây là sản phẩm sử dụng chip Snapdragon 855 anh em nhé. Sử dụng chip Snapdragon 855 là một trong những chip gọi là bây giờ là mạnh thứ nhì trong tất cả các chip dành cho điện thoại di động. Mạnh nhất thì nó có chip 855 Plus rồi, nhưng sản phẩm này chỉ là 855 thôi. Chip đồ họa của nó là Adreno 640, thoải mái chơi game đi. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy này. Độ phân giải màn hình, đây là độ phân giải màn hình của màn hình ngoài. Còn màn hình trong của như nào mình sẽ thoát ra mình vào lại cho anh em xem nhá. Đây, mình sẽ vào lại cho anh em xem. Cái màn hình bên ngoài nó không, nó chỉ là độ phân giải màn hình như thế thôi. Màn hình trong đây anh em nhìn này, độ phân giải màn hình bên trong là 1536x2152 và camera chính cũng là 3 camera. Chúng ta có thể nhìn thấy là 16, 12, 12. Camera rất mạnh luôn. Đó, xuống ngoài là Android 9 này, bên trên này mình chúng ta nhìn nhanh Android 9 này. Sản phẩm này có bộ nhớ RAM là 12GB, thoải mái chiến luôn đúng không anh em, mạnh nhất bây giờ luôn 12GB này. Và bộ trong của nó là 512GB. Đấy, cho anh em chứa mà bộ sưu tập rất lớn, phim rất là khủng về phim luôn. GAV HD không che các kiểu là thoải mái luôn đúng không? Đó.
Chúng ta có thể nhìn thấy RAM là DDR4 và có tần số quét là 2133, còn mạnh hơn cả cái máy tính mình đang dựng phim này anh em xem ấy. Mình có một máy tính dựng phim cùi bắp. Đó, chip của chúng ta có thể nhìn thấy chip là 8 nhân. Rất nhiều thông tin đây. Để nói về nó, để giới thiệu về cấu hình ấy, thì rất là dài, anh em có thể xem clip của các bạn trước bạn từng làm. Đó, bây giờ mình chỉ chạy để thử xem điểm AnTuTu Benchmark là bao nhiêu thôi nhá. Đó. Ok, mình sẽ chạy thử đây. Rồi. Ok anh em kiên nhẫn chờ đợi cho cái này nhá. Cái này thì mình có nói rồi mất khoảng 15 phút và mình sẽ tua nhanh, làm nhanh video để cho anh em xem luôn. Đó, anh em có thể nhìn đây. Khi mà nó chạy phim nó cũng sẽ làm hai khoảng đen đây để cho nó vừa màn hình đúng không anh em? Đó anh em thấy không? Sau khi chấm xong anh em cứ chờ đợi thì nó cho ra điểm số của nó rất là cao luôn. 461.657 thì anh em có thể nhìn thấy nghe tôi nói là sẽ đánh bại được 87% người dùng. Nói chung là tỷ lệ rất là lớn với cái CPU thuộc dạng mạnh nhất thế giới và cấu hình mạnh nhất thế giới như này ấy, thì chiếc máy này có lẽ là bây giờ chúng ta có thể chiến được thoải mái rất là nhiều game luôn, không phải suy nghĩ gì cả, đúng không? Chính vì thế thì bây giờ mình sẽ chơi game thử cho anh em xem nhá. Đối với cái màn hình to này chúng ta sẽ chơi game sẽ được như thế nào nhá. Ok, ở đây thì mình có cài game PUBG ấy. Cái game này thì gần như anh em nào cũng thích chơi ở trên điện thoại rồi. Chúng ta có thể thấy màn hình to đó, nó sẽ game này rất là thông minh, nó sẽ phù hợp luôn với cả độ phân giải của màn hình này luôn. Chúng ta sẽ không bị giãn hình đâu nhá. Chúng ta sẽ chút nữa cho chúng ta vài cùng xem. Âm thanh thì chúng ta khỏi suy nghĩ rồi. Phát trên hai loa anh em nhá. Đây một loa này, một loa này rất là cân nhau này. Đấy, anh em có nhìn đâu? Loa này này, và loa này này. Đó. Ok, chúng ta có nhìn thấy không? Màn hình rất là vừa luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhá. Cũng tương tự như chúng ta chơi trên chiếc iPad thôi. Đó, bởi màn hình chiếc máy này hiện tại là 7,2 inch mà. Ok, bây giờ mình sẽ vào phần chỉnh đồ họa thế nào nhá. Ok, mình đã để HDR để vào để phần cực độ để phần thật đây. Ok, mình sẽ bật lên độ sáng một chút này. Đấy, chế độ thường hay bo góc hay là tay thỏ, để tay thỏ này nhỉ, hay để thường đi. Để thường xem nào. Ok, để chế độ thông thường chúng ta phải nhìn nhá. Đã vào 70 nó rất là vừa khuôn hình luôn. Cái phần camera bị mất này anh em phải nhìn thấy 1 2 nó vừa luôn này. Đó. Ok, âm thanh thì rất là hay luôn, nó phát ra hai loa, loa này và loa này đúng không anh em? Đó. Đó, anh em nhìn rất là mượt luôn. Bởi vì đây là chiếc máy cấu hình gần như là cao nhất hiện tại. Nó chỉ thua một số máy khác về chơi game về cái chip thôi, chip 85 so với 85 Plus nó không thua kém nhiều đâu anh em. Thế nên chúng ta chơi game chúng ta khỏi suy nghĩ luôn. Mình chỉ muốn cho anh em biết là cái màn hình chơi game nó sẽ là như thế nào thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy rất là vừa vặn này. Đó, cầm trên tay rất là thích luôn. Và đặc biệt là sản phẩm này nó không là nặng lắm anh em nhé. Mình cầm trên tay khá là vừa, nó không là mỏi tay lắm. Đó.
Nếu mà một số anh em là tay bé thì mình nghĩ chắc là mỏi tay, nhưng mà mình cầm thì vừa đấy, để khi mình để thì tay xuống mặt bàn là mình chơi này. Đó, anh em thấy không? Đấy, đây là game PUBG nhá. Các game khác thì mình nghĩ tương tự thôi. Đấy. Nhưng mà mình thì mình thích chơi game PUBG mà nó khá là đơn giản, để mình trải nghiệm cho anh em xem luôn. Mình tắt cái loa của cái đội của mình đi ạ. Ok. Nhảy xuống đây và nhặt vũ khí luôn. Đấy, đây, các bạn nhìn thế này. À, nhìn bầu trời này. Rất là may là chế độ này là chế độ ban ngày và trời rất là đẹp. Thế là thành ra chúng ta có thể trải nghiệm cái vấn đề đồ họa của nó rất là tốt. Đó. Khi mà chúng ta để max setting. Đó. Đó, chúng ta nhìn thế nhá. Ok. Chưa được khẩu súng luôn, chưa được khẩu súng luôn, một khẩu súng lục luôn, một khẩu súng ngắn, đây là một khẩu súng sơn này, anh em thấy không? Khi chúng ta chơi trên màn hình lớn như này, chúng ta sẽ cảm thấy rất là dễ chịu luôn. Và đặc biệt sản phẩm này thì bản thân mình vừa nói mình chơi sẽ không bị mỏi tay nhá. Nhưng mà không biết là tay nhỏ anh em thì không biết là thế nào. Nhưng mà mình chơi từ nãy giờ mình thấy rất là đã luôn. Nhưng mà nhiều anh em nói để mà chơi màn hình to thì đơn giản thôi, mua một chiếc máy tính bảng tầm khoảng vài triệu chơi được, tội gì mình phải mua một chiếc máy 30 triệu. Nhưng cái hay của sản phẩm này ấy, không chỉ là mình chơi game cho mình to đâu, mà có nhiều cái rất là thú vị mình sẽ cho anh em xem nhá. Đó là khả năng đa nhiệm chiếc máy là rất là tuyệt vời luôn. Đây mình sẽ cho anh em xem này. Đấy, bây giờ mình sẽ bỏ cái game này vào đây nhá. Đấy, nhỏ nhỏ chúng ta có thể chơi đúng không? Ok chưa? Bây giờ mình sẽ mở thêm cái phần mềm YouTube nha. À, để cho đây nhá. Ok nhỏ nhỏ đi. Mình sẽ bật một đoạn nhạc này. À. Nếu như tấm cấm cũng có một. Đấy. Ok bây giờ mình sẽ có thể nhắn tin. Có thể nhắn tin luôn. À, cho vào đây này. Đó. Rất là nhiều công cụ khác là mình có thể bật đa nhiệm ở đây nhé. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy này, vào Facebook này. À. Chúng ta có thể vào Facebook đúng không? Đó. Làm thêm một cái nữa đi. À, mình có thể xem là sao có ví dụ chưa? Chúng ta có thể hoàn toàn cài thêm nhiều ứng dụng của chúng ta chạy đa nhiệm ở đây được đúng không? Đấy, vào đây nhá. Mình có thể chơi game được hoàn toàn bình thường này. Đấy, vừa nghe cũng vào chơi game hoàn toàn bình thường luôn. À, anh em thấy chưa? Vẫn rất là mượt luôn nhá. Đó, anh em thấy. Đó. Anh em thấy sự khủng khiếp chiếc máy đâu, bởi vì chiếc máy đa nhiệm rất là tốt luôn. Cấu hình thì bình thường thôi, nhưng khả năng đa nhiệm thì miễn là xem màn hình để vừa vặn để cho chúng ta có thể ở nhà nhiều nhiều được. Bây giờ có ai nhắn tin cho mình thì chat, Zalo, Facebook và tất cả các thứ mình có thể ở đây. Đấy, có thể vừa xem cả YouTube nữa. Đó, mình vẫn tắt đi hoàn toàn như một chiếc điện thoại bình thường nha. Chơi game vậy. Bây giờ mình ấn chỉ ấn nút đa nhiệm thôi, nó sẽ thoát ra như bình thường như thế này. Đây, anh có thể nhìn thấy không? Đây là nút home thoát ra nha. Chúng ta có thể nhìn thấy này. Đây. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy bật lại như cũ này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy không?
bật lại hoàn toàn như cũ luôn, là nhiệm rất là tốt luôn. Bây giờ mình tắt đi nhá, tắt đi là sẽ nào bắn luôn. Đó là khả năng đánh nhiệm chung máy này, nó là như thế anh em ạ. Đây mình thích nhất là khả năng như thế rồi. Chính vì thế là chúng ta có thể mua để trải nghiệm rất là nhiều thứ. Khi mà chúng ta nhàm chán trong cái việc màn hình nó phẳng rồi, chúng ta có thể mua cho máy để dùng luôn. Mình chỉ chính giữa vấn đề chơi game như bây giờ thôi, có tất cả chức năng khác ví dụ như YouTube là chúng ta có thể xem nhá. Bây giờ mình sẽ xem trên toàn màn hình. Cái này thì mình không thích lắm bởi vì cái kia mình thích rồi đó, và chúng ta có thể nhìn thấy không? Màn hình nó chỉ còn thế này thôi, mất hai khoảng đen trên này rồi. Đây là cái điều mà cái tỷ lệ màn hình nó như này thì nó rất là khó để vừa khuôn một cái màn hình đẹp đúng không? Đây cái vấn đề xem YouTube này thì mình cảm thấy là bình thường thôi, mình không thích lắm. Đây cái phần mềm Facebook thì mình vẫn chạy trên này rồi. Đấy, đúng không? Bây giờ mình có thể chạy một cái game. Và công việc thì sao? Nếu mà mình chơi trên màn hình trước như thế nào? Đấy nhá. Màn hình trước cũng có thể chơi được game. Đó. Thế cho bạn nào thích chơi màn hình bé này. Đó, chúng ta nhìn đây. Màn hình này sẽ bo bốn góc lại như này. Đó. Rất là mượt luôn, tất cả sử dụng rất là dễ dàng, rất là mượt luôn anh em nhá. Rồi, và xem này. Và nhiều anh em có thể thắc mắc của mình liệu cái này nó có bền hay không ấy, thì thực ra mà nói là Samsung người ta đã làm rất là nhiều clip, người ta nói cho anh em biết để người ta thử nghiệm những chiếc máy này là chúng ta có thể gặp ra mở vào rất là nhiều lần, có thể liên tục được và không sợ. Nhưng mà mình thấy một điểm yếu có nghĩa là cái viền của cái mép này mình cảm thấy rất là mềm. Mình cảm tưởng như nếu mà chẳng may bị cái chọc cái gì nên nó sẽ bị thủng ấy, cảm tưởng như một lớp nylon thôi. Và cái màn hình này màn hình công nghệ rất là mới của Samsung, và đây là chiếc máy đầu tiên có sở hữu cái màn hình có thể bị gập được như này. Giống như chiếc Z Flip ấy, thì sắp tới nó sẽ ra, thì nghe Samsung nói là nó sẽ bằng chất liệu sẽ tốt hơn là kính cong. Còn sản phẩm này thì có thể là không bằng, nhưng mà bản thân mình cảm thấy trải nghiệm rất là tốt rồi. Nếu anh em có khoản tiền mà anh em muốn đầu tư một chiếc máy nào mà anh em muốn trải nghiệm lạ lạ, anh em thể lấy chiếc máy này. Chiếc máy này hiện tại bên mình đang bán mức giá nó ngang ngang với chiếc máy 11 Pro Max nhé. Để biết chi tiết thì mình vừa nói anh em vào website msm.vn hoặc anh em điện thoại trực tiếp cho mình sau số điện thoại là 02 5 6 5 2 7 9. Muốn trải nghiệm sản phẩm này anh em có qua 170 lạch chay nhá. Anh em có để lại comment đấy cho mình biết về cái máy này là như thế nào, hỏi chi tiết về cái máy này và mình sẽ trả lời anh em. Anh em thấy thích thì anh em cho mình một like, anh em subscribe YouTube của mình để mình sẽ đưa ra nhiều clip hơn cho anh em nhá. Cảm ơn anh em xem clip, cảm ơn anh em.